crush thích bản thân thì lỗi của ai? Em và crush đang tiến triển rất tốt, đến một hôm em bảo cậu ấy vào trong ngồi để bàn chuyện văn nghệ với con bạn thân. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng crush em ngồi ở trong mãi không ra, còn nói chuyện rất thân với con bạn thân và cả ngày gần như không nói chuyện với em á. Ây à, thế thì chịu đôi á, chứ cũng không có cách nào cả, bởi vì là em không phải gu của người ta không thích em. Có thể là bạn thân của em có cái gì đấy hơn tốt hơn em mà bạn crush em thích, thì ví dụ như là mình kém hơn thì mình chịu thôi chứ biết làm nào. Đấy cũng không phải lỗi của người ta ấy, bởi vì bản thân mình cũng đi toàn thích những người đẹp người giỏi mà, thì người ta cũng thế. Thì có thể bạn thân của mình có nhiều thứ hấp dẫn hơn mình. Chúc mừng bạn mất bạn thân, mất cả crush á. Sao lại mất? Nếu mà trong trường hợp đấy mà gọi là mất bạn thân, mất crush ấy, thì chứng tỏ là bạn nam này phải rất là cay cú, phải rất là khó chịu, phải kiểu như là hận thù, phải kiểu khó chịu, không ý thức được là cái đấy là chuyện bình thường ấy. Cay cú đến cái mức mà không muốn chơi với cả bạn thân và không muốn chơi với cả crush luôn. Nhưng mà mình nên nhìn nhận nó kiểu nhẹ nhàng hơn một xíu ấy. Căn bản là do bạn thân của mình nó đẹp hơn mình đúng không? Có thể là nó giỏi hơn mình. Thế bây giờ giữa một đứa kiểu giỏi hơn với đẹp hơn mình thì nó chọn ai? Chắc chắn nó phải chọn cái người đẹp hơn, giỏi hơn mình rồi. Bản thân mình thích crush của mình bởi vì crush của mình cũng phải có cái gì khiến cho mình thích chứ đúng không? Nó cũng phải đẹp hay nó cũng phải giỏi hay nó cũng phải có cái gì hấp dẫn mình chứ. Thì con người như thế mà người ta sẽ chọn những cái mà tốt cho người ta, đấy là chuyện bình thường. Chứ bây giờ mình lại còn làm mình làm mấy nữa thì chứng tỏ là mình cay cú quá. Mình đi làm gì được cả, mình không tự tin vào con người mình nên là mình mới cay cú đúng không? Nếu mà nghĩ thoáng ra một xíu thì bây giờ thôi, mình chưa tốt thì mình về mình làm mình tốt lên. Chứ mẹ cay lắm gì. Crush của Nắng cần tiêu chí gì à? Mình thì không nghĩ nhiều về crush đâu. Nếu mà mình có thích một ai đấy thì mình nghĩ là bởi vì người ta có một cái gì đấy hấp dẫn mình thôi. Chứ còn chọn người để yêu á, ý là kiểu như là đối tượng để yêu á, thì nó sẽ cần nhiều hơn. Chứ còn thích thì dễ thích một người lắm, nhưng mà sau đấy cũng nhanh hết thích ấy. Mình kiểu đấy mình cũng cả thèm trong chán. Tức là ví dụ như là trong một khoảnh khắc nào đấy có một ai đấy gây ấn tượng với mình thì mình cũng thích người ta mà. Nói chung là mình thấy là mình cũng dễ thích một ai đấy cũng dễ chán lắm. Trừ khi là mình với người ta có một cái ràng buộc gì đấy kiểu trách nhiệm á, thì mình có thể là do mình là một con người khá trách nhiệm. Nó hơi mâu thuẫn đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn mà đang chưa có gì, chưa có ràng buộc gì thì mình cũng dễ chán ấy. Còn nếu mà có gì rồi thì ví dụ như là người yêu của nhau rồi á thì mình sẽ có trách nhiệm hơn. Tại vì mình đã từng như thế và mình đã từng kiểu cảm nắng một bạn. Lúc đấy là kiểu mình chỉ cảm nắng thôi. Thế xong mình với bạn đấy thế nào mà lại kiểu nhanh quá thành người yêu của nhau. Nhưng mà lỡ thành người yêu rồi, lúc đấy mình cũng hơi hối hận một xíu. Mình cũng nghĩ là ủa, sao tự dưng mình lại yêu bạn này. Mình cũng chưa biết nhiều về bạn đấy. Mình cũng kiểu như là bạn đấy cũng có nhiều thứ mình không thích lắm ấy. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đấy mình cảm nắng một xíu thôi, thì tự dưng mình bạn đi yêu nhau. Thế nhưng mà bởi vì đã là người yêu rồi, đã chấp nhận rồi nên là mình phải có trách nhiệm, nên là mình đã yêu bạn đấy và yêu khá là lâu. Tại vì sau đấy thì kiểu khi mà mình chấp nhận rồi thì mình lại kiểu ok thôi, mình đã duy trì một quan hệ đấy với cả làm một quan hệ tốt lên. Thích người ta xong tự dưng hôm sau lại không thích người ta. Cái kiểu cảm nắng là bình thường mà, giống như là kiểu trong một khoảnh khắc nào đấy mình gặp ai đấy xong rồi kiểu người ta tỏa sáng quá, hay là người ta có một cái hành động gì đấy, hay người ta có một cái khoảnh khắc nào đấy người ta làm cho mình cảm thấy người ta rất là hấp dẫn ấy, xong mình thích. Hay sau đấy kiểu mình biết là người ta cũng có nhiều cái không được như thế mình hết thích ấy chẳng hạn, thế ai biết được. Tự dưng lỡ tỏ tình nhầm mà người ta lại đồng ý thì sao chị ạ? Thì bảo là xin lỗi, nước đi này mình đi sai cho mình đi lại. Người vô tâm nhưng giỏi thao túng tâm lý. Chị ơi, hôm qua chị vừa tắt like, ông nhắn tin cho em, ổng nói ổng đi làm, người ta không cho bấm điện thoại ngày ngủ 3 tiếng, cho ăn ngày hai cử rồi ổng bị đứt tay sâu lắm chị. Ôi dồi ôi, văn của mấy cái đứa thao túng tâm lý, trời ơi. Tức là cái vấn đề nó là quan tâm hay không, nhưng mà bắt đầu lại nói đến cái việc là anh phải đi làm vất vả, rồi là anh đứt tay này kia để gọi là lấy lòng thương của người ta, trong khi nó chả liên quan gì đến cái việc là có nhắn tin hay không. Nhắn một cái tin nó không lâu như thế. Thế ngoài 3 tiếng đấy ra thì sao, một ngày có 24 tiếng, 3 tiếng không được cầm điện thoại, thế còn 21 tiếng còn lại trừ cho một tiếng ăn ngủ ỉa đá các kiểu, trừ cái ngủ đi, nhưng mà chẳng nhẽ là nếu mà người ta thực sự thương ấy thì người ta sẽ bớt cả thời gian ngủ để nhắn tin cơ, chứ không phải là lấy lý do như thế. Lấy lý do là một chuyện rồi, xong lại còn anh đứt tay liên quan mẹ gì, đứt tay không nhắn tin được à? Đứt tay chứ hay là bị chặt mất tay, trời ơi, làm gì mà đứt tay mà không bấm được cái tin nhắn đúng không? Trời ơi, nói chung là lấy cái lý do này lý do kia chả ai tin được cả. Kể cả là có lấy lý do thì người trong cuộc vẫn đủ hiểu được là cái sự vô tâm đấy nó đến mức độ nào, chứ không cần phải lấy lý do làm gì hết đúng không? Nhắn cái tin thôi mà không nhắn được, mình rất ghét cái kiểu như là phản biện theo kiểu là lấy một cái câu chuyện khác ra để gọi thao túng tâm lý, để cho người ta gọi là dịu bớt đi, để cho người ta quên mẹ mất luôn là người ta vừa trách cái gì. Đang trách cái việc là không nhắn tin đúng không? Thế liên quan mẹ đi, việc đứt tay không nhắn tin được à? Nó thao túng em đấy, thao túng tâm lý đấy. Nó làm cho em quên mẹ mất luôn là em đang định trách nó cái gì ấy. Nó làm cho em nghĩ là em tồi quá. Anh đi làm đứt tay mà em lại còn đòi hỏi, em lại còn trách anh là anh không nhắn tin cho em. Trời ơi,
chị ơi nói thích mình nhưng mà ít chủ động, với ít chủ động mặc dù bạn ý học giỏi và bận thật nhưng mà nhiều khi cả tuần không nổi một câu thì sao á. Người ta nói thích em thì nói chung là ví dụ như người ta đang ở trong giai đoạn thích em thì có thể là người ta kiểu cũng bị ngại hoặc gì đấy, thì em có thể nói với bạn ý, em bảo em có thể nói đùa thôi, em không phải cần phải nói theo kiểu đòi hỏi, em chỉ cần bảo là trời ơi nói thích người ta mà cả tuần không nhắn tin cho người ta, hay là cả tuần không nhắn tin mà nói thích trời ơi nói xạo hay gì đấy, em chỉ nói đùa ấy, xem thái độ bạn ấy như thế nào. Tức là bạn ấy có thể là bạn ấy sợ là nhắn tin cho em làm phiền em ấy, em có thể bật đèn nhấp nháy cho bạn ấy để bạn ấy biết được là mình có thể tiến lên ấy, kiểu vậy. Em cứ thấy bạn ý không giống thích em lắm ý á, thì thường thì con gái sẽ như thế, con trai thì nhiều tao nó nghĩ khác thật. Tại vì là người ta đang ở cái vị trí thích em chứ không phải là người yêu của em. Nếu mà là người yêu thì nó khác. Người yêu thì người ta sẽ có cơ hội để quan tâm, nhưng người ta không quan tâm thì lấy là người ta vô tâm. Còn nếu mà bạn ấy đang ở vị trí thích em thôi á, thì có thể là bạn ấy kiểu bị sợ, bị ngại, hoặc là bạn ấy sợ là vội vàng quá như thế nào đấy. Cái đấy em phải bật tín hiệu cho bạn ấy, hiểu không? Em phải bật tín hiệu nhấp nháy. Bạn ấy xanh không được thì nhấp nháy. Chắc yêu nhiều lắm rồi nên mới hiểu rõ vậy à? Không bạn ơi, nếu mà bạn nói thế thì không đúng rồi. Con người có nhiều người, người ta có thể cảnh giác với những cái thất bại mặc dù người ta chưa trải qua những cái đấy, mà người ta có thể học từ người khác, tức là người ta quan sát rất là kỹ. Mình là một cái đứa rất là hay quan sát với cả hay kiểu để ý á, nên là mình biết thôi chứ. Nhưng mà cũng không phải là quan sát tất cả những cái trường hợp như thế, mà là từ nhỏ rồi á, là mình hay kiểu để ý thái độ mọi người này, biểu cảm mọi người này, rồi là mình cũng suy từ cái cảm xúc của mình ra, cũng là con người ra, để mà biết cái ví dụ trong cái tình huống đấy thì một người bình thường sẽ xử lý như thế nào, hay sẽ có cái suy nghĩ như thế nào ấy. Mọi người đều giống nhau mà, tại do là kiểu mọi người sống, mọi người cứ đề phòng nhau, xong rồi mọi người hay kiểu làm màu làm mè trước mặt nhau, mọi người không có thể hiện ra thôi. Chứ còn mình thấy là mọi người đều giống nhau hết, ai cũng sẽ có cái suy nghĩ giống nhau, với cả gần như là cái thái độ giống nhau trong một cái hoàn cảnh nào đấy á. Ví dụ như là ở cái độ tuổi đấy thì sẽ dễ bị lừa vậy á, hay kiểu vậy. Không biết là mình nói vậy mọi người hiểu không, nhưng mà mình nghĩ là mọi người hiểu. Nhấp nháy á. Thì bật đèn xanh, nhiều thằng nó ngu nó không hiểu thì mình phải bật đèn nhấp nháy chứ sao. Cái tư nhờ. Con trai sinh ra là để chủ động đấy ạ. Chị ơi, người ta hay comment với team story bài viết mà hai đứa chưa đứa nào dám inbox nhau á. Thế á, thì thử bật nếu mà em là con trai thì em phải chủ động chứ. Do em không dám hay do người ta gì? Nhưng mà tại sao con trai phải chủ động vậy chị á? Tại vì con trai thường là người đi chinh phục người khác, thì con trai sẽ phải chủ động thôi. Con gái thường người ta giữ giá hơn em. Hai đứa hay tương tác với nhau mà không dám inbox thì rep story là hợp lý nhất rồi. Đúng rồi, mẹ đã bảo cái story nó đẻ ra để mọi người mẹ tiếp cận nhau, tán tỉnh nhau mà, đúng không? Con gái sẽ chủ động bằng việc là đăng story thật là xinh đẹp, xong con trai chỉ cần rep cái story ấy, thế là xong rồi. Nice. Hết chuyện rồi, không còn gì để mà nói nữa. Dễ như thế mà còn không làm được nữa thì thôi chịu đấy. Chắc cũng không ai, không cái gì có thể giúp đỡ được các bạn rồi. Mình cảm thấy là kiểu như là bây giờ cái mạng xã hội nó, tất cả mọi thứ nó sinh ra là để giúp các bạn rồi á. Nó quá là thuận lợi để các bạn tán tỉnh nhau rồi, mà các bạn còn không làm được nữa thì mình cũng không biết là các bạn sẽ làm được cái gì á. Cái bước đầu đã dễ như thế rồi, nó chưa đến cái giai đoạn gọi là giận dỗi nhau rồi là trách móc nhau hay là gì đấy đâu. Người cả tháng mới đăng story một lần kiểu, tại vì em không có đối tượng để em thể hiện đây. Ngày xưa thì mình cũng thế, cái hồi mà mình vẫn còn quan tâm khá là nhiều đến cái chuyện yêu đương ấy, tức là kiểu yêu đương là một cái phần của cuộc sống, tức là giống như các bạn thôi. Ví dụ các bạn đi học, đi làm, các bạn sẽ luôn để ý kiểu người khác giới xung quanh mình, đúng không? Đúng vậy. Hay là kiểu xung quanh mình có ai như thế nào ấy, thì mình cũng hay khá là thích đăng story xinh đẹp rồi là thể hiện này kia. Khi mà mình đăng story mình sẽ hay để ý là kiểu người khác sẽ thích cái story đấy không, hay là mình đăng lên để người ta kiểu rep story của mình hay người ta thích mình vậy á. Nhưng mà sau này khi mà mình già rồi, với cả mình làm cái công việc này rồi, thì hầu như mình đăng story mình chẳng nghĩ cái gì cả ấy. Mình chẳng nghĩ cái gì, tại vì là cái mục tiêu của mình không phải là để cho ai thích mình hay là để cho ai rep story của mình nữa, mà là mình đăng lên để chia sẻ về, không phải chia sẻ đâu, để mà mình đăng về cái cuộc sống của mình cho các bạn viewer của mình xem thôi. Thì mình không còn, nhưng mà cái hồi mà mình trẻ trâu ấy là mình có nha, là mình có cái suy nghĩ giống như các bạn ấy, đăng story để cho người ta thích mình vậy, kiểu vậy. Có đối tượng thì có thể đăng story cái chỉ người đó xem được mà. Nhưng mà Facebook với cả Instagram nó sẽ có cái, Facebook sẽ có cái hình răng cưa, đúng không? Hình setting ấy, hình bánh răng ấy, là để cho mọi người biết là cái story đã được tùy chỉnh rồi. Có Instagram thì nó còn lộ liễu hơn cơ, nó có một cái đấy là bạn thân, cái danh sách bạn thân nó sẽ xanh lè á. Các bạn nhìn thấy cái xanh lè đấy, các bạn sẽ biết là kiểu đối tượng
đăng cái story để cho một mình xem, hoặc là một số người nào đấy ở trong cái danh sách bạn thân đấy để xem. Thế nhưng mà nhiều người thì người ta muốn giữ giá đến cái mức mà muốn đăng story cho một người đấy xem, nhưng không muốn người đấy biết là mình đang cố tình đăng story cho người đấy xem. Chứ còn nếu mà biết trước cái đấy thì chị nghĩ là ai cũng biết thôi. Mẹ, các bạn dùng mạng xã hội cho các bạn giỏi vậy, mẹ mình còn lâu tích hơn các bạn, đúng không? Các bạn còn giỏi hơn mình gì, mấy cái đấy các bạn không biết, chẳng qua là các bạn không sử dụng nó thôi, bởi vì nó không đúng mục tiêu của các bạn, không đúng mục đích của các bạn. Các bạn không muốn người ta biết được là mình đang để ý người đó, không muốn người ta biết được là mình đang để ý người đó, nên là mình đăng story cho mình người ta xem thôi. Đấy, vẫn muốn kiểu người ta phải chủ động với mình cơ, vẫn muốn kiểu tỏ vẻ là mình không quan tâm đâu, nhưng người ta vẫn phải quan tâm mình kiểu vậy á. Tức là mình không muốn bước lên một bước, nhưng mà vẫn muốn người ta kiểu làm nào đấy để cho người ta phải bước đến chỗ mình vậy á. Rất là phức tạp cái tâm lý con người nó như vậy, nên nó mới lằng nhằng. Chứ còn nếu mà nó dễ thì là nó xong mẹ từ đầu rồi, đúng không? Nếu mà không ai giữ giá, không ai để ý thì mẹ nhắn tin cho nhau đi là xong rồi, làm gì mà phải phức tạp lắm gì. Chẳng qua là ai cũng muốn giữ giá mới thế, giữ giá xào thịt bò á. Đúng rồi, may quá là mình không thích thịt bò nhưng mà mình vẫn thích giữ giá. Giữ giá cho cố vô, mai mốt anh em tụi tôi yêu nhau hết thì mấy bà để đó xào thịt bò nhé. Vâng, thưa bạn Lâm ấy, là con gái, mặc dù nó giữ giá, kể cả là sau khi nó giữ giá mà mấy thằng con trai vẫn không thể hiểu được, vẫn không tiến tới được á, thì nó cũng thà mất còn hơn là nó hạ cái giá xuống ấy, bạn hiểu không? Tức là nhiều lúc các bạn con trai nghĩ là đấy, giữ giá cho cố vào, nó không tán, không ai tán thì tội nghiệp rồi, là thì phải tiếc. Nhưng mà chúng nó đâu có tiếc đâu, tán thì thôi, nó vẫn cứ thích như thế đấy, nó vẫn thà giữ giá còn hơn là phải chủ động hay là phải thế này thế kia vậy á nha. Tao đỡ được. Thank you.